Minh Toàn xin mến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại cái trò chơi là đường trượt xoáy ốc ở trong công viên nước Thanh Hà của cả Đông Hà Nội ngày nay. Hôm nay Minh Toàn xin chia sẻ đến anh chị và các bạn một số cái hình ảnh về công viên nước Thanh Hà cũng như đường xoáy nước ngày nay. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta cùng với Minh Toàn chúng ta theo dõi một số cái hình ảnh về công viên nước Thanh Hà nhé. Và đây là người đầu tiên được theo dõi các video mới về công viên nước Thanh Hà nói riêng cũng như là quận Hà Đông, Hà Nội ngày nay nói chung. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi các video mới về công viên nước Thanh Hà và Hà Đông, Hà Nội ngày nay. Bây giờ đây là cái đường trượt xuống, còn bây giờ Minh Toàn xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng Minh Toàn chúng ta lên trên đỉnh xem nó như thế nào nhé. Đây, cái đỉnh của nó trên này xem nó như thế nào. Vào đằng trước có mấy cô em rất là xinh luôn ạ. Hình như Minh Toàn đi lần nào cũng gặp may hay sao. Đây là cái đường lên của nó luôn. Đấy, đường lên xoắn ốc luôn. Khu này là khu sông Lười. Trên này có các cái vòng chuyển nước, có ba cái luôn. Okay,
uống được cái gì. Chung những cái trò chơi này là nếu mà để nó mạo hiểm thì nó không mạo hiểm bằng công viên nước ở Hạ Long đâu anh chị và các bạn. Lên không trượt lại đi xuống à chị? Không có phao. Rủi ro nào xảy ra trong quá trình mình toàn đang xuống dưới này rồi, mình toàn sẽ đi thay đồ và về. Phải có người lớn đi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video này.
Nếu anh chị và các bạn muốn xem là người đầu tiên xem những video mới về công nước vườn nước Thanh Hà nói riêng cũng như là quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội ngày nay nói chung, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí là người đầu tiên được xem các video mới thú vị anh chị nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.